Chiều ngày 30 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ hai thiếu niên bị công an đánh gây xôn xao dư luận những ngày qua. Tại buổi họp, Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo quy trình kỷ luật cán bộ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã họp và thống nhất quyết định xử lý kỷ luật đối với 5 cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác liên quan đến vụ việc đánh hai thiếu niên xảy ra vào ngày 25 tháng 9. Cụ thể, 3 trong số 5 cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân, gồm Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong. Ngoài ra, Đại úy Hứa Trường An bị kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng xuống làm cán bộ. Đại úy Trần Minh Đời bị kỷ luật cảnh cáo.